Bây giờ con nói lại cho mẹ nghe coi, hồi nãy con cái lần cuối cùng mà con thấy cục đá là lúc nào? Lần cuối cùng thấy cục đá là lúc nào? Rồi, để mày kiếm cho, lấy cái chân nè, rà. Lấy cái chân rà rà coi chỗ nào có cục đá. Thôi, coi như là mất rồi đó chị ơi. Dạo này á ha, cái chỗ bãi cỏ này thấy nó nổi rất là nhiều cây nấm nha. Chắc do mưa đồ này kia nổi nấm nhiều lắm. Chay chay đi lên đây mày chỉ cho này nè chay. Dịch đó hả? Rồi đi lại coi dịch đi. Cái gì vậy? Sáng quần lên làm gì vậy? Gì đi tắm đất? Trời cái gì vậy? Ủa nó nói thiệt, nó nói giỡn hả? Ủa thiệt luôn hả? À, trời đất ơi. Trời ơi, nó lại đi lại mấy con vịt rồi nó nhảy xuống liền rồi, thấy không? Có được không? Hả? Oh, you wanna jump? Nó muốn nhảy. 1, 2, 3. Thôi kệ nó tắm đi. Chiều giờ chưa tắm, tắm luôn đi. Đó, coi dân chơi không? Ưng là nhảy xuống tắm mặc đồ. Đi xa quá bên kia, đúng rồi. Dịch đi xa quá. Hôm nay thì trời hơi ui ui chứ không có nắng như mọi thường. Cái gì vậy? Snake? Nó nói con rắn hả? Nó ưa làm xạo xạo vậy chứ rắn rúm gì đây? Con gì á? Gì đây mày coi coi, làm hồi hộp gì? Làm cũng hồi hộp. Trời ơi trời, nó làm tôi hồi hộp. Cái miếng cây nó đứng ở đây nè. Trời ơi, nó nói snack, có được nó không? Snack nào dám bòn ở chỗ này? Người ta tới đây nhiều lắm nên không, tụi nó không có dám đây đâu, tụi nó trốn trong chỗ sâu sâu á. Ở dưới đây rắn nước là thôi, thiếu gì. Nó nói con đi xuống nước. Ướt đồ rồi. Gì chay? Trời ơi trời, có được không? Được không? Được không? Có được không? Ôi trời. Ướt đồ rồi. Làm gì vậy? Rửa đồ hả? Rửa my pen hả? Ý là nó rửa my pen, đó là rửa cái quần của nó đó. Ngộ ghê ha. Mẹ sinh ra ở Mỹ mà mình sinh ra được đứa con 2 tuổi mấy, 3 tuổi mà cuối cùng tiếng Anh của nó giỏi hơn mình. Thấy cuộc đời nó trái ngược không? Đời này nó trái ngược thiệt chứ. Mình... Hả? Cái gì? Cái đó là cái cây chứ đâu phải con rắn. Không phải cái cây chứ không phải con rắn. Mà nước chay, nước ấm hay nước lạnh? Nước ấm. Nước ấm hả? Ok. Nước ấm hay lạnh? Lạnh hả? Lạnh hay ấm? Trời ơi, sắn quần lên kìa. Ủa quần ướt rồi còn sắn lên chi nữa, làm màu chi nữa vậy? Nó là Nguyễn Thị Màu Mè là nó đó. Nguyễn Thị Màu. Kệ nó, cứ để cho nó ngọc đó, là cái phong cách của Ngọc đó. Cứ để cho nó thích xuống là nó xuống, thích ấy là nó ấy. Thích chơi là chơi, vậy nó mới gì. Cái đó là cách của Ngọc nha, còn mọi người khác thì khác. Mọi người còn có kiểu dạy con khác nhau mà. Ngày xưa Ngọc ở dưới quê cũng y chang vậy đó. Ước gì cây có thể lớn lên như cái tuổi thơ mà Ngọc đã từng được lớn ở dưới quê. Mặc dù nghèo thiệt, mặc dù không có tiền, không có điều kiện, không có gì đó. Cái gì con? Ơi chạy hay quá ha. Mà nó có cái tuổi thơ vui. Được sắp nhà chòi, chơi nhà chòi, rồi chơi tạch lon, rồi chơi hả, ngồi dưới đất chơi đồ này kia vậy đó. Wow. Đó, ngồi dưới đất. Rồi ướt luôn rồi, kệ nó đi con.
ngồi dưới đất chơi đồ cà lết suốt cả ngày vậy đó, rồi thôi cuối cùng cũng lớn lên như thường. Cởi quần. Ừ. Cởi quần. Thôi tự cứ cởi quần, trời đất ơi, mình đang ở ngoài đường mà sao cởi quần? Thôi kệ nó, mặc quần tắm đi. Đó, xong rồi cái hả? Cứ vậy đó. Mà không biết dơ, không biết sạch là gì, rồi cũng lớn lên rồi cũng như vậy thôi. Mà có cái tủ thơ. Dạ. Dạ. Wow, hay quá. Nên là Ngọc muốn dạy con, Ngọc muốn ấy con, cho Ngọc nó tiếp xúc với những cái gì mà nó thiên nhiên nhất. Chứ đừng có mà gì con có con ốc quá hả? Ờ, có con ốc, hay quá, chị lượm được con ốc nè cô chú. Wow. Không phải là mình để cho nó dơ dái, mình để ấy, nhưng mà để cho nó, cứ để cho nó tiếp xúc. Tuổi thơ Ngọc đã lớn lên còn dơ hơn vậy nữa mà Ngọc vẫn lớn lên thôi. Nhiều mình ở dưới quê mà. Chay cũng đang ở dưới quê đó cô chú, nên nè, đằng trước mặt có sông lại chứ. Cái gì con? Kêu ai vậy? Con kêu ai vậy? Con kêu ốc ơi. À, con kêu ốc ơi ốc hả? Trời, nó kêu ốc ơi ốc mà tôi tưởng nghe, tôi nghe nó kêu ốc ơi ốc. Không phải ốc hả? Ờ, đi bắt con khác đi. Này mà có mà đi về quê mà có lội xình lội đồ là Ngọc cho lội luôn. Phải trải nghiệm hết mấy cái đó mới lớn lên mới có kỷ niệm. Cái kỷ niệm là gì? Kỷ niệm là những cái đó đó. Bây giờ mà nói thiệt, bây giờ nói là cô chú ngày xưa ai mà có ở dưới quê đồ này kia nọ, tưởng tượng lại những cái đó. Còn ở Sài Gòn đồ này kia thì không có. Sài Gòn là ở nhà tường, rồi ở còn ngồi trên gạch trên đồ không mới sạch đó. Dưới quê là ngồi dưới đất, hoặc là được lắm mà ngồi trên bộ dán, hoặc là ngồi trên cái chiếu dưới đất á, trải cái chiếu ra đó, vậy đó. Rồi cái ví dụ như hả, đi ra sông giặt đồ cũng y như vậy, cũng lớn lên như ai cũng đúng rồi. Nhưng mà ngày xưa thì không có quay lên mấy cái đó nhiều quá, không có trải nghiệm thực tế nhiều nên không thấy á. Có thấy thì thấy trên tivi chút chút vậy thôi. Wow, lượm được cục đá bự dữ ta. Còn bây giờ là nhiều phương tiện coi nè, là cô chú có thể trải nghiệm, có thể thấy được mấy cái này nè. Thí dụ như sao ta, mình ở ngoài á, mình ngồi nhìn nó sẽ khác hơn là mình ngồi lên tivi mà mình nhìn một cái gì đó. Thí dụ như ở ngoài á, ở ngoài khi mà mình ăn một bữa ăn đi, mình để một cái dĩa xương kế bên cạnh cái chén mình ăn cơm, để mình bỏ xương vô á, thì mình thấy bình thường đúng không? Nhưng mà khi mà lên video á, mà coi một cái người nào ở đó ăn á, mà người ta bỏ cái xương kế bên cái dĩa tan, là mình nhìn thấy nó hơi bị mất vệ sinh chút. Đối với nhiều người thì nó sẽ bị mất vệ sinh, thì ngộ như vậy đó. Những cái gì mà nó bình thường á, ở ngoài đời thường á, lên video á, nó phải khác, ngộ vậy đó. Cái đó là Ngọc nói thực tế luôn á. Đó, ai mượn mò cho cố vô rồi đưa cái mỏ xuống cái dòng sông. Ai mượn mò cho sâu vô. Giờ đi bắt ốc bắt cua có được không? Kệ nó, chơi tới đi con. Ốc cua gì mò chơi tới hết, trải nghiệm hết, sống hết mình với tụi trẻ. Nãy nè, cái YouTube này rồi kênh của con trai mà mẹ mà nó không nói câu nào mà mẹ nó nói từ đầu tới cuối, nói như xanh như sứa, nói như chưa từng được nói. Chứ giờ video clip con nít đó thì nó có nói được gì đâu, đứng nó chơi không mà không lẽ giờ cứ quay nó chơi chuyển chơi này chơi kia, chán thấy bà. Phải nghe giọng nói, phải có sự thuyết minh của nhân vật Nguyễn Thị Mẹ. Chay chay, mẹ tên gì chay? Cái gì em chay chay mẹ mi ơi, mẹ tên gì, bổ gì? Bổ ngạc đúng không? Bổ ngạc. Ôi ôi, nó lụm được quá trời đã luôn cô chú ơi. Ba tên gì chay? Tầm 7 không à? Ba tên gì? Ơi, đưa mẹ liền, ngay lập tức, đưa mẹ, lẹ lên. Không, đừng có giục. Ba tên gì? Ba
cái gì? Ba tên gì? Không, ba tên gì? Nhìn mẹ, mẹ ơi nhìn nè. Ba tên gì? Ba tên gì? Rồi bây giờ là nó đi lượm đồ đó. Lượm đồ đó. Ngày xưa cô chú nhớ là nó xuống đây nó sợ cát, nó sợ dơ không? Nhưng mà một chút nữa ha. Một chút, cái đó cái rong biển thôi chứ có gì đâu. Một chút nữa mà nó bước từ dưới đây nó bước lên ha. Rong biển, rong biển sợ cái gì? Ừ, rong biển thấy ghê, con sợ rong biển hả? Dạ, sợ nó nói rong biển scary là sợ rong biển. Có gì đâu sợ, rong biển đó, nó trâu gì chứ có đâu sợ. Con lại con đụng cho cái mẹ coi coi nó có làm gì con không mà con sợ nó. Con lụm con cầm lên cho mẹ coi coi, lụm cầm lên. Đó, có gì đâu sợ. Ừ, dục lên nó đi. Một chút mà nó đi từ ở dưới đây mà đi lên tới đây ha, lên tới đây là nó không dám đi tại vì ha, đi từ đây là cỏ đồ này kia nó dính vô chân nó là nó yêu, nó yêu, nó ghê, nó sợ đồ này kia làm nó ghê lắm. Ngọc á là Ngọc muốn tập á là không có sợ dơ rồi không có sợ con này con kia, thí dụ a sợ dán hay là a sợ mấy con bù mắt hay là a sợ con này con kia không. Vì sao chắc do Ngọc sinh ra dưới quê. Mà Ngọc nói kiểu đó không biết người sinh ra dưới quê có sợ mấy con đó không? Ví dụ như sợ dơ hay là sợ gọi là gì ta? Gọi là sợ mấy con gián, sợ mấy hồi đó tại vì đó chắc đi chơi ngồi dưới đó chơi thì tiếp xúc với mấy con đó quen rồi đó nên là không có sợ gì đó. Trời ơi, Mỹ này thấy con ong bay tới là la tao sợ ong, tao sợ ong. Tôi nói thì khoan ong tới ngồi im đi. Ai chứ chừng nào nó tới rồi mà chạy. Hàng sau phủ nó đi. Còn ngồi la sùm hết trời. Hồi đó Ngọc đi làm neo hả, có cái nguyên một cái tiệm ha, bự lắm nha. Mà chỉ có một con ong trong tiệm thôi là cả đám la ầm ơi ông kia rồi làm cái ghê lắm. Bởi vậy là Ngọc không muốn chay làm như vậy nên là Ngọc phải cố gắng để cho nó trải nghiệm càng nhiều càng tốt, không có sợ cái gì hết á. Sau này mà lớn lên ở Việt Nam, ở Mỹ mà có đi về Việt Nam mà cô chú mà có đi miền Tây hay là đi mò cua bắt ốc đồ là cũng phải nhảy xuống bắt luôn. Không có sợ hả? Ừ đúng rồi, cái cây khô á con. Cây khô sợ. Ừ. Hòa mình vào thiên nhiên chứ không phải mà ngồi ở trên rồi chiếm chệ hôi không làm đâu, dơ lắm rồi này kia, nó hôi con sợ dơ rồi này kia là không ngọc không. Người khác thì được nha, ai muốn sao sống sao, nhưng mà ý là Ngọc đó là Ngọc muốn dạy con chay như vậy á. Chứ còn ai muốn sống sao sống, mỗi người khác nhau mà. Ngọc đang kể về cái sự tích của gia đình Ngọc chứ không phải Ngọc đang chê bai hay phê phán gì những cái người đó. Mỗi người có cái khác nhau. Mẹ ơi nhìn kìa. Ôi trời ơi, cô lắc kỳ kìa, cô bà lắc kỳ kìa. Trời ơi, cô bà lắc kỳ kìa, ớt phải không? Bà đi y như là sát thủ săn mồi vậy. Ừ. Lắc kỳ bà đi y như sát thủ săn mồi, còn mấy bà dịch nè. Lắc kỳ này à. Hả? Thôi hồi nãy giờ cái video clip này nãy giờ nói là cũng nhiều dữ lắm rồi đó, nói là nhiều là banh xác nhà lòng luôn. Thì thôi xin cảm ơn cô chú đã xem cái video clip ngày hôm nay. Like cho cái video, bấm nút đăng ký của kênh Jay Sky Hoyer để có thể tiếp tục theo dõi kênh của Jay nha cô chú nha. Theo dõi từ bây giờ cho tới lớn, cho tới khi mà lấy được bằng đại học, tới khi cưới chồng, tới khi có con luôn. Rồi chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại cô chú vào những video clip tiếp theo. Nói sao? Hello. Cái gì hello? Nói sao? Hồi nãy giờ tất cả những gì Ngọc nói là Ngọc muốn chia sẻ với mọi người là Ngọc muốn hướng chay tới, Ngọc muốn dạy chay thôi nha. Chứ Ngọc không hề nói là ai làm cái gì sai và ai làm cái gì đúng và ai nên làm cái gì vô cái gì. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo. Bye bye. Nói sao? Bye bye sao? Bye bye ai? Chay nói bye bye ai? Chay. Bye bye cô gì? Bye bye cô em chay chay của mẹ em ơi hả? Dạ. Bye bye cô gì? Cô chú. Hello cô. Ai lớp gì? Lớp Du. Du gì? Chú gì? Hello. Uống ngay. Thôi. Phun ra chứ không uống vô. Uống vô.
Ai lớp chu chu gì? Chu cà mò. Đúng rồi, chu cà mò, cái mỏ bà chu cà mò, cái chữ mò của bà cũng điệu nữa. Rồi đúng, ai bây giờ nè, đồ ướt rồi đứng chu rít một cái nữa coi coi. Con có thấy đường cong không? Của cơ thể không? Cơ thể mẹ tào lao mía lao không hả cha nha? Mẹ quá tào lao mía lao luôn á.